Qua chuyến retreat này thì mình nhận được rất nhiều bài học. Khi mình được đón nhận, mình vỡ òa rất nhiều nhiều thứ. Mình có nhận thấy được những cái sự vô thức bên trong mình được được trở về rất là nhiều. Cũng như là mình được sống như một đứa trẻ, được hòa cùng với thiên nhiên. Với đứa trẻ này, nó là được sống trong cái sự vô thức. Nhưng mà khi mà mình hòa thì mình sẽ trở thành một vị thầy cho cái sự tỉnh thức. Đó là một cái điều mà mình gợi nhớ bên trong mình sau hành trình 3 ngày cùng với Diviner và cùng các bạn đồng môn ở đây. Cách hướng dẫn của thầy mang đến cho mình cái sự phóng khoáng, thoải mái, nhẹ nhàng. Thông qua cái sự thực hành áp dụng thì mọi người sẽ có một cái phần chiêm nghiệm về chính mình trước, tức là mình sẽ học được điều gì qua cái trải nghiệm đó. Thì lúc đó nó sẽ tự đánh thức cái giá trị của cái bài học của thầy gửi đến với mọi người. Mỗi người sẽ có những bài học và nhận ra bài học riêng của chính bản thân của mình. Những tiết học của thầy rất là ấn tượng vì mình sẽ học không phải mình biết được cái thời gian kết thúc hoặc là nó như thế nào. Nó chỉ theo một cái dòng chảy nhưng mà dòng chảy nó rất là nhẹ nhàng và nó không có sự kháng cự bên trong. Namaste.